Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 363 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lại nói lúc bấy giờ, đám người Càn Nguyên Tiên Đế rối rắm không biết phải làm sao. Dư uy chấn động do Giang Nam tạo ra quá mạnh mẽ. Đừng nói là bọn họ, dù là hỗn độn cổ thần, sinh hoạt trong hỗn độn cũng sẽ bị diệt sạch, không ai sống sót nổi. Huyền Thiên Giáo Chủ, táng tận thiên lương, táng tận thiên lương mà. Trong tầng hư không thứ 8, Càn Khôn Lão Tổ, thống lĩnh Đại La Thiên Quân đang liều mạng với La Ma cổ thần. Đám người quân đạo nhân thì dẫn giáo chúng ngũ giáo phái chấn áp La Thiên Khánh Vân. Giang Nam đánh nát màn trời tầng hư không thứ 9, hỗn độn đổ ập xuống. Càn Khôn Lão Tổ ngước lên nhìn, biến sắc mặt, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên. Càn Khôn Lão Tổ lẩm bẩm nói: "Tốt, tốt, kế này rất hay." Giáo chúng các đại giáo môn ngơ ngẩn, không rảnh để tranh đấu. Vô số tiếng hét chói tai vang lên. Quần hùng dưới tay La Ma cổ thần chạy tứ tán. Đại La Tiên Quân xôn xao, thế nhưng chưa mạnh ai nấy chạy. Đám người đạo vương nhìn tầng hư không thứ 9 nói nhanh: "Giáo chủ ác quá, Càn Khôn, chốc lát nữa tiền giới sẽ bị hủy, chúng ta làm sao mà sống đây? Hãy mau lên kế hoạch đi." Càn Khôn Lão Tổ kích động, mặt ửng đỏ, gã cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đám người Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân bị Ngạn Nương Nương dẫn đại quân Huyền Châu đến tụ hợp cùng Đại La Thiên Quân. Càn Khôn Lão Tổ nghênh đón Quân đạo nhân, bị Ngạn Nương Nương nói: "Quân đạo tổ, các vị, đại kiếp nạn của giáo chủ đã lo xong rồi, từ nay không tai không nạn, không cần lo lắng gì nữa đâu. Chúng ta muốn giữ mạng thì xuống tầng hư không thứ 6 ngay thôi." Quân đạo nhân ngước nhìn hỗn độn hồng mông, mặt không còn chút máu. Quân đạo nhân lẩm bẩm nói: "Phụ thân muốn hủy diệt tiên giới hay sao? Phụ thân làm như vậy, e rằng Quân đạo nhân thẫn thờ, lòng rất mâu thuẫn, khủng hoảng. Quân đạo nhân cảm thấy Giang Nam làm như thế là tiêu diệt biết bao sinh linh, không khác gì đại ma đầu diệt thế. Quân đạo nhân lại cảm thấy nếu Giang Nam không làm như vậy thì chết chắc, gã rất rối rắm. "Không bao nhiêu người chết đâu." Càn Khôn Lão Tổ sửa sang lại đại quân, ổn định lòng quân, cười nói: "Không trốn đến tầng hư không thứ 6 mới là chết kìa. Chạy xuống tầng hư không thứ 6 coi như là sống sót. Có tầng hư không thứ 7, tiền giới sẽ không dễ dàng bị tiêu diệt. Các vị hãy cùng ta đến tầng hư không thứ 6 tránh né đi. Nhìn xem, tình huống 20 mấy thời đại tiền sử chưa từng có. Lần này giáo chủ sắp làm việc tốt, vô thượng công đức rồi. Sau này vô số sinh linh sẽ nhớ ân đức của giáo chủ." Quân đạo nhân ngạc nhiên, mọi người xoay tròn mắt khó hiểu. Đám người Ngọc Kinh Thiên Quân, Thái Nhất Thiên Quân, Mông Tốn Thái Tử, Tử Hạm Tiên Hậu, Thần Mẫu Đạo Quân, Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn, Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân thi nhau lao xuống, không dám chậm một giây. Hỗn độn chảy xuống, lực lượng nghiền áp đó hung mãnh biết mấy. Tầng hư không thứ 9, thứ 8 của tiên giới bị đè tan, vỡ sụp đổ. Mấy quan tài đen trong tầng hư không thứ 8 kêu lên ken két, thế nhưng không vỡ. Trong quan tài truyền ra tiếng cười quái dị: "Tịch diệt, ta cảm ứng được tịch diệt kiếp của tiên giới sắp đến rồi. Đế và Tôn, Bất Không, rất nhanh ta sẽ đi ra. Các người đã sẵn sàng nhận ta thanh tẩy chưa? À phải rồi, còn ngươi nữa, Đế Giang." Giờ phút này, chúng sinh trong các tiên châu yên lặng ngước nhìn bầu trời. Tiên nhân, tu sĩ, các con kiến, chim thú, cá nhảy, sâu bọ đều nhìn lên bầu trời. Các sinh linh nhìn cảnh tượng làm bọn họ sợ hãi. Chín hư không tiên giới từng tầng sụp đổ tan vỡ. Hỗn độn vô biên từ nơi cao không thể đo lường đè xuống. Hơi thở chết chóc bao phủ các góc, bao trùm lên tâm hồn các sinh linh. Tiên giới sắp bị chôn vùi. Hay, mưu kế hay. Trong đại điện đạo quân quả vị, đạo không đạo nhân ngồi xuống khẽ thở dài.
Đúng là mưu kế hay, lợi dụng bài bố của đế và tôn và ta, khiến 8 tiên thiên pháp bảo Nguyên Trung, Nguyên Tháp, Nguyên Đỉnh bị tổn hại trước, sau này sẽ không còn thiên kiếp. Đế Giang không uổng là Đế Giang mà. Vô Cực Thiên Tôn cười nói: Đạo không đạo hữu không lo, tiên giới sắp bị phá hủy hoàn toàn hay sao? Dù gì đạo hữu cũng là một trong những người khai sáng ra tiên giới, chẳng lẽ không có chút tình cảm với tiên giới hay sao? Đạo không đạo nhân buồn cười nói: Điện chủ cần gì thăm dò ta như vậy? Dù Đế Giang định xé rách mô thai của tiên giới, thì hỗn độn không thể nào hủy diệt tiên giới được. Ngươi và ta đều rõ ràng điều này. Đế Giang lợi dụng bài bố của ba chúng ta khiến mình thoát kiếp ra ngoài, thật là vượt sức tưởng tượng của ta. Vô Cực Thiên Tôn gật đầu nói: Thì ra đạo hữu đã nhìn ra, đây là điểm ta thưởng thức ngươi, là nguyên nhân ta cho rằng ngươi có thể thay thế Tịch Diệt trở thành điện chủ thứ ba đạo quân điện. Cái tên Tịch Diệt bị đại đạo Tịch Diệt biến thành con rối, đánh mất đạo tâm, bây giờ đang vui vẻ thế thời đại tiên đạo, rơi vào Tịch Diệt. Hắn không biết mình đã mừng hụt rồi. Nhưng Đế Giang nhìn thấu được, dùng cách này độ kiếp làm ta hết sức bất ngờ. Âm. Hỗn độn vô biên đè xuống tầng hư không thứ 8, lao hướng tầng hư không thứ 7. Hỗn độn hồng mông đập mạnh vào hai đạo cung trong tầng hư không thứ 7. Hai đạo cung lắc lư, không chỉ thế, sáng ngời. Thoáng chốc vô số đại đạo bay lên từ hai đạo cung, làm đạo cung càng sáng hơn nữa. Trong hai đạo cung hiện ra các bóng người, những thần ma cổ xưa to lớn đứng ở bên trong. Ngoài hai đạo cung hiện ra mô thai, tiên đế đạo cung bên trái, tiên tôn đạo cung bên phải được bao bọc bên trong mô thai. Phạm vi mô thai bao phủ rất rộng, bao bọc các tầng hư không, các tiên châu tiên giới vào bên trong. Giống như có hai đạo quả to lớn không gì sánh bằng, các tiên châu ở trong đạo quả đó. Hai đạo cung là hai khe hở trong đạo quả mở ra thời không. Tầng hư không thứ 9 sụp đổ, Giang Nam đứng trong hỗn độn hồng mông, cuồn cuộn nhìn xuống dưới, lòng rung động. Giang Nam sớm dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng thấy tận mắt vẫn rất rung động. Hai đạo cung đúng là đạo cung trong đạo quả. Hai đạo quả bao bọc tiên giới là đạo quả của đế và tôn. Mọi người cho rằng bọn họ sống trong tiên giới, không biết rằng bọn họ sinh hoạt trong đạo quả của đế và tôn. Nhưng đường mép hai đạo quả không rõ ràng, chắc chưa hoàn toàn hình thành. Quả nhiên, đế và tôn nhờ tay chúng sinh thời đại tiên đạo hoàn thiện tiên đạo là để hoàn thành đạo quả cho mình. Cảnh tượng vừa làm người rung động, vừa thấy rùng rợn, hãi hùng. Đạo quả của đế và tôn to lớn biết bao, mưu kế thâm sâu biết mấy. Giờ phút này, Nguyên Đỉnh không truy kích Giang Nam nữa. Nó đột nhiên chìm xuống, chìm vào hai đạo cung, lơ lửng trên hồng bông thanh liên. Nguyên Tháp rời khỏi vô nhân cấm khu, bay vào hai đạo cung, đáp xuống thế giới thụ. Nguyên Trung tự dung dinh rơi vào hai đạo cung, hình thành thế tam giác với tiên thiên linh bảo, Nguyên Tháp và Nguyên Đỉnh. Vù 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 vù. Từng luồng sáng bay ra khỏi Nguyên Tháp, 8 tiên thiên pháp bảo xuất hiện 8 hướng. Ông! Các tiên thiên pháp bảo, linh bảo bộc phát uy lực chống đỡ hỗn độn hồng mông không cho rơi xuống. Ở mép tiên giới, Giang Nam cầm đinh thiên nguyên thung bay nhanh. Giang Nam hô đinh thiên nguyên thung gõ đánh lung tung, xé rách mô thai tiên giới. Dần dần, nguyên tiên giới lộ ra trong hỗn độn hồng mông từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Tiên thiên bất diệt linh quang chắc là kẻ thù hàng đầu của tiên đạo đúng không? 8 tiên thiên pháp bảo, Nguyên Trung, Nguyên Tháp, Nguyên Đỉnh sẽ ưu tiên tiêu diệt hỗn độn. Sau đó 8 tiên thiên pháp bảo, Nguyên Trung, Nguyên Tháp, Nguyên Đỉnh sẽ bị hư hao trên đường khai thiên. Giang Nam ngoái đầu nhìn cảnh tượng kia, dừng bước lại, nhỏ giọng nói: Nếu để lại một cơ hội sống cho ta thì ta đã không làm như vậy. Nhưng 8 tiên thiên pháp bảo, Nguyên Trung, Nguyên Tháp và Nguyên Đỉnh khai sáng nguyên hỗn độn, cảnh tượng bao la hùng vĩ không thể tưởng tượng. Tiên giới sau khi khai sáng sẽ lớn hơn bây giờ gấp vô số lần. Đây là chuyện tốt, vô thượng công đức ta làm cho chúng sinh tiên giới. Tiên giới sắp huy hoàng thịnh thế rồi. Trong đại điện đạo quân quả vị, Vô Cực Thiên Tôn đứng dậy bước ra ngoài. Vô Cực Thiên Tôn cười nói: Tiểu tử Đế Giang đã nhảy ra kiếp số lần này, thế nhưng kiếp số ta giáng cho hắn vẫn còn.
Đạo Không đạo hữu, sau này có rảnh lại nói chuyện. Đạo Không đạo nhân áo đen cười nói: Điện chủ cẩn thận, kiếp số lần này lớn như thế mà Đế Giang chưa chết đi, không chừng hắn có cách nào đó làm điện chủ bó tay. Vô Cực Thiên Tôn cười lớn bước đi xa. Mô thai tiên giới không ngừng sụp xuống, bị hỗn độn đè ép. So sánh với tiên giới thì hỗn độn quá lớn. Hỗn độn hồng mông cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng nghiền áp xuống. Đạo quả của tiên đế, tiên tôn bao phủ tiên giới vào trong. Vô số luồng sáng từ bốn phương tám hướng tụ về. Tiên giới như viên minh châu trong hỗn độn. Ngũ sắc liên, yểm ma thương, hỗn nguyên châu, tạo hóa chi môn, tiên thiên thần đăng, tiên thiên linh căn, tiên thiên ôn đế quan, tiên thiên kim long giản hoàn toàn thức tỉnh. Uy lực nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh thoáng chốc lên đến đỉnh điểm, mạnh hơn lúc cho Giang Nam kiếp số gấp mấy lần. Tám tiên thiên pháp bảo chấn động, Vô Cực đạo thư tỏa sáng rực rỡ. Các tiên thiên pháp bảo, linh bảo oanh kích hỗn độn, chịu đựng áp lực, mở mang hỗn độn ùa vào tiên giới. Hỗn độn thay thế Giang Nam, biến thành kẻ địch hàng đầu của tiên đạo. Thế nhưng tiên thiên pháp bảo, linh bảo sẽ xóa sổ hỗn độn. Giờ phút này, cảnh tượng hùng vĩ khai thiên tích địa phô bày trước mắt nhiều người. Tám tiên thiên pháp bảo, ba tiên thiên linh bảo mỗi lần chấn động là hỗn độn vô tận bị mở mang, hóa thành huyền hoàng, hóa thành thiên địa, hóa thành ngũ hành, lục hợp bát hoang, hóa thành vô số ngôi sao. Huyền khí dâng lên, hoàng khí chìm xuống, các đại lục hình thành, dãy núi ầm ầm nhô lên. Trời trăng sao hiện ra trong hỗn độn cuồn cuộn, vô số tiên khí dắt ngang bầu trời, biến thành nước mưa từ trên trời rơi xuống. Địa hỏa dâng lên, núi lửa tuôn trào, mảng lớn thiên địa hình thành. Gió to rít gào, thổi các ngôi sao trong trời đêm, thổi bay các khối lục địa to lớn, cuốn lửa vô biên. Cảnh tượng địa thủy phong hỏa dâng lên, tái tạo vũ trụ càn khôn, rung động hồn người. Tiên giới nhanh chóng khuếch trương, rất nhanh đã to hơn tiên giới hiện tại gấp 2-3 lần. Tám tiên thiên pháp bảo, ba tiên thiên linh bảo mạnh mẽ hơn trước. Đạo âm chấn động thiên địa, từng tia sáng bất diệt quét biên giới tiên giới. Tám tiên thiên pháp bảo bay tới biên giới tiên giới, mở mang nhiều lãnh địa hơn nữa. Nguyên trung ngay chính giữa thiên địa, cái chuông càng lúc càng to ra, dần vượt qua hai đạo cung. Mỗi một tiếng chuông ngân, mỗi lần rung rinh sẽ khiến cho hỗn độn vô tận sôi trào phân liệt. Nguyên tháp càng lúc càng cao, sinh trưởng lên trên. 33 trọng bảo tháp gần như thành ảo ảnh chống trời. Mỗi một tầng bảo tháp lay động khung trời, làm cho bầu trời chướng lớn, tái tạo trời sao, trăng sao tiên giới. Nguyên tháp bắn ra tiên quang, lướt qua đâu là hỗn độn sôi trào, bị phân giải thành các ngôi sao to, tinh thuần nhất, làm bằng tiên kim, nối liền với nhau thành ngân hà, tinh hệ xoay tròn. Nguyên đỉnh chìm xuống, rơi vào các tiên châu, nhanh chóng biến to. Chân phạc đứng ở đất, tứ cực tiên châu. Tiên giới to một vòng là bốn chân phạc cũng chứng to ra. Vạc bốn chân sừng sững trong địa thủy phong hỏa vô biên, giữ cho mặt đất ổn định. Hiện giờ mô thai tiên giới đã vỡ, hỗn độn và tiên giới không còn ngăn cách biên giới. Tiên thiên pháp bảo, tiên thiên linh bảo sẽ có nhiệm vụ khai sáng nguyên hỗn độn, không khai sáng hoàn toàn hỗn độn quyết không bỏ qua. Nhưng khai sáng toàn bộ hỗn độn biến thành tiên giới là điều khó khăn biết bao. Mấy tiên thiên pháp bảo, linh bảo cần nhân dịp hỗn độn đè ép, chịu sức nặng mở mang thiên địa, mới qua đó khai sáng ra nhiều hỗn độn hơn. Tiên giới càng lúc càng rộng, những pháp bảo chịu sức nặng cũng càng ngày càng nặng. Trong tiên giới có vô số hậu thiên sinh linh không có duyên chứng kiến cảnh đế và tôn khai thiên, đoạn lịch sử tương lai sáng lạn. Hiện tại thời đại này, bọn họ chứng kiến cảnh sáng rực rỡ hơn lúc đế và tôn khai thiên. Bọn họ may mắn sống trong thời đại huy hoàng này. Tiên thiên pháp bảo, linh bảo khai thiên, hình thành không gian vô tận, vô số tiên khí, vô số cơ hội chứng đạo, vô số sinh linh quan sát thiên địa hình thành, vũ trụ mở mang, thành cơ hội tham ngộ thiên địa, đại đạo, vô số kho báu. Thời đại dĩ vãng, trừ thời đại nguyên đạo ra, mấy thời đại khác sinh ra trong tịch diệt thiên hỏa. Chỉ có thời đại tiên đạo là được người khai sáng. Chứng kiến khai thiên chỉ có sinh linh thời đại tiên đạo thấy. Đây là cơ duyên lớn, tạo hóa to lớn. Có thể tưởng tượng sinh linh thời đại này sẽ nhờ vào cơ duyên trở thành cự phách của tiên giới bên trong tương lai, như 72 đệ tử đế và tôn được dẫn dắt chưa từng có, biến thành trụ cột vững chắc cho tiên giới tương lai. Nhiều tiên thiên pháp bảo, nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh liên tục oanh kích hỗn độn. Tiếp tục, nơi địa thủy phong hỏa dâng lên có các sinh linh cường đại
tự sinh ra. Đó là tiên thiên sinh linh được cơ duyên thiên địa sinh ra, bẩm sinh cường đại, sinh ra thần thánh, tư chất siêu tốt. Đây đã định trước là thời đại bao la, rộng lớn, sinh ra vô số cường giả, lưu danh sử sách và thần thoại. Tại biên giới tiên giới, Giang Nam đưa tiên giới đến thịnh thế, đang ngồi xếp bằng, ngồi trên điểm cao chứng kiến thời đại huy hoàng đến. Tiên giới mở mang khuếch trương, Giang Nam được nhiều ích lợi, chứng kiến cảnh tượng khai thiên tích địa đem lại giúp ích cho hắn lĩnh ngộ. Thế nhưng ích lợi lớn nhất chưa đến, đó là nguyên thủy chi khí. Nguyên thủy chi khí chỉ hình thành trong quá trình khai thiên. Thời đại nguyên đạo hình thành vô số nguyên thủy chi khí. Thời đại khi sinh ra cũng có nguyên thủy chi khí hình thành, thế nhưng thua xa thời đại nguyên đạo. Lúc thời đại tiên đạo mở mang, tiên giới quá nhỏ, hình thành nguyên thủy chi khí ít đến tội nghiệp. Bây giờ 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo khai thiên, khai sáng hỗn độn, chắc chắn nguyên thủy chi khí sẽ sinh ra số lượng rất nhiều, ngang ngửa với thời đại nguyên đạo huy hoàng nhất kia. Đối với Giang Nam, nguyên thủy chi khí chứa đạo diệu và tận cùng đại đạo là chất dinh dưỡng tốt nhất trong nguyên thủy đại đạo, là mấu chốt để cho hắn chứng đạo tận cùng đại đạo. Con rồng to bay tới bên cạnh, ngồi xuống nhìn cảnh khai thiên hừng hực khí thế. Con rồng to chớp mắt nói: "Đáng tiếc, ta chưa phân thắng bại với Nguyên Trung mà nó đã sắp chết rồi." Con rồng to đắc ý hớn hở nói: "Nhưng Nguyên Trung nhỏ yếu như thế, làm sao là đối thủ của Long Đại Lão Gia anh minh thần võ được? Long Đại Lão Gia là tiên thiên linh bảo hoang dại số 1, từ xưa đến nay xếp ở đầu bảng, tồn tại nhỏ bé đáng thương, nhỏ đến mức không động lại trong lòng Long Đại Lão Gia." Giang Nam liên tục gật đầu, hắn cười nói: "Long Đại Lão Gia đúng là dũng mãnh vô song, hết thảy pháp bảo đều chịu thiệt trong tay của Long Đại Lão Gia, dục ngựa cũng không bằng một sợi lông của Long Đại Lão Gia được." Con rồng to càng thêm đắc ý, nó sửa lời Giang Nam: "Không phải lông mà là vảy, trên người ta không có mọc lông. Nhưng giáo chủ nịnh câu đó làm cho lòng Long Đại Lão Gia rất thoải mái à. Giáo chủ, nhà ngươi cũng không tệ, một tay chôn vùi 8 tiên thiên pháp bảo, 3 linh bảo, xem như nhân vật khiến mắt Long Đại Lão Gia ta sáng lên trong đám sinh linh nhỏ yếu rồi. Long Đại Lão Gia vô địch cõi đời, khen ngợi ngươi." Giang Nam cười híp mắt nói: "Vậy chắc Long Đại Lão Gia không sợ tiên thiên linh bảo khác phải không?" Con rồng to nhảy cẫng lên, tức giận quát: "Thật buồn cười, Long Đại Lão Gia đã từng sợ ai đấy? Người cũng biết bất công còn bị ta đánh chết cơ mà. Bây giờ Long Đại Lão Gia xếp hạng đầu tiên thiên linh bảo, long khí oai hùng đi qua đâu là không con sâu nào không phục cả." Giang Nam cười to, hắn đứng dậy hành lễ với hư không: "Vô cực điện chủ đã đến rồi, sao không xuất hiện đi? Chẳng lẽ bị long khí oai hùng chấn áp không dám lộ mặt hay sao?" Hư không dao động, vô cực thiên tôn đi ra, chớp mắt nhìn Giang Nam và con rồng to hoang dại. Vô cực thiên tôn cười nói: "Đế Giang đạo hữu và con rồng hoang này thật thú vị, đều là loại khoác lắc đụng trời, tầng bốc nhau mà không đỏ mắt. Ta nghe lời các người nói, ngược lại thấy xấu hổ dùm không dám ra đây này." Giang Nam mỉm cười nói: "Sau đại chiến khó mà được thả lỏng, nếu cứ mặt nhăn mày nhó thì còn gì vui đấy. Đấu với trời, với đất, với thời đại tiên đạo rất vui, mời đại tiên tôn ngồi." Giang Nam xòe tay ra, thoáng chốc cảnh tượng điểm cao nhất tiên giới thay đổi, vô tận linh quang bất diệt mênh mông tuôn ra thành đại la thiên lồng lộng, cung điện thâm trầm, các tầng đại điện san sát như rừng rậm, trời trăng sao quay quanh, vô số thần ma sinh hoạt trong đó, có người đứng trên ngôi sao, có người ở trong biển cả, có sơn thần, thủy thần, nguyệt thần, thái dương thần, hoa cỏ cây cối chim chóc sâu bọ thú chạy, cái gì cũng có thần. Giang Nam ngồi trên bầu trời nguyên thủy đại la thiên, thân hình vĩ đại, sau lưng có lô bồng, con rồng to quay quanh trong lô bồng. Giang Nam cười nói: "Đại thiên tôn, thấy một góc nhỏ của ta thế nào?" Vô cực thiên tôn xem rất kỹ, mắt lóe tia sáng khen rằng: "Ồ, cao minh hơn lúc ngươi trong kiếp số rất nhiều, có thể lọt vào mắt ta được." Vô cực thiên tôn ngồi dưới đất đối diện với Giang Nam, hắn không quan tâm đến nguyên thủy đại la thiên. Trên đầu vô cực thiên tôn hiện ra ngọc như ý, cánh hoa nở rộ tầng tầng tự thành thiên địa. Vô cực thiên tôn vừa không ở trong tiên giới,
cũng không ở trong nguyên thủy đại la thiên của Giang Nam, hắn tách rời tất cả. Giang Nam ở trong nguyên thủy đại la thiên mời vô cực thiên tôn ngồi là muốn gã đáp xuống đại la thiên. Con rồng to quanh quẩn trong lô bồng, khí thế hùng hổ, tùy thời tấn công, vô hình chung khiến vô cực thiên tôn rơi vào thế yếu. Nếu vô cực thiên tôn không dám ngồi xuống là hụt hơi hơn Giang Nam. Một câu đơn giản đại biểu cho thử thách siêu nguy hiểm. Vô cực thiên tôn ngồi trong đại la thiên, thế nhưng không phải ở nguyên thủy đại la thiên, đây mới là bản lĩnh thật. Vô cực thiên tôn đánh giá xung quanh tán thán nói: cả đời của ta hiếm khi thấy nhân vật nổi bật như Đế Giang, có thể sống đến bây giờ lại càng hiếm hoi. Nếu Đế Giang không phải sinh linh thời đại, không ở trong lưới nhân quả của ta, thì ta không muốn ra tay với đạo hữu chút nào. Thật là nhân tài hiếm có. Nguyên thủy đại la thiên của đạo hữu định mượn khai sáng hỗn độn ra nguyên thủy chi khí chế tạo thành thiên cao nhất tiên giới hay sao? Suy nghĩ của đạo hữu không tệ, mượn cơ duyên này thành tựu thiên cao nhất tiên giới, dù là đế hay tôn, bất không sẽ không tha cho ngươi ở trong tiên giới của bọn họ. Giang Nam cười nói: đại thiên tôn nói quá lời rồi, ta chỉ muốn một góc nhỏ nhoi, không muốn nắm giữ cản khôn tiên giới. Vô cực thiên tôn cười mắng: giả dối, thật sự là giả dối mà. Ngươi đừng giả mù sa mưa trước mặt ta, nói mình không có ý đồ. Nếu ngươi thật sự chế tạo nguyên thủy đại la thiên thành thiên cao nhất tiên giới, sẽ đủ sức ngang hàng với bọn họ. Ta không tin ngươi không có ý nghĩ đó. Giang Nam kêu oan nói: đại thiên tôn chỉ biết một mà không biết hai. Ta đây thời gian xuất thế muộn, không thể theo kịp tiền sử thời đại hỗn độn. Cơ hội đợt tiên thiên sinh linh cũng không đến lượt ta. Nếu không nhân dịp này đánh cắp chút tiên đạo bảo địa thì thật sự sẽ bị người đùa chơi mà. Vô cực thiên tôn nghiêm túc nói: cho nên đây là điểm ta phục ngươi. Ngươi không phải lão quái vật tiền sử chuyển thế, không phải thủ lĩnh thời đại hỗn độn của thần. Thời gian ngươi xuất thế chấm, không phải là tiên thiên sinh linh, chỉ là hậu thiên sinh linh. Đáng buồn, sống trong ván cờ lớn của đế và tôn, bất không bài bố hơn 80 năm qua. Thế nhưng ngươi làm mưa làm gió trong đại la thiên, sống đến tận bây giờ, lại chế tạo ra nguyên thủy đại la thiên, khiến cho tiên đạo ở dưới chân của ngươi, muốn sóng vai với đế và tôn. Ta hiếm thấy ai có tài năng sự gian góc như của ngươi được. Giang Nam cười to nói: đại thiên tôn không uổng là tồn tại tinh thông đại đạo nhân quả, chút khôn phạt không lừa gạt ngươi được. Ta không muốn dưới cơ ai cả, không muốn bị tiên đạo tiêu diệt. Nếu vậy chẳng bằng khiến đại la thiên thành thiên cao nhất tiên giới, tiên đạo không bao giờ diệt ta được. Hai người bình tĩnh, không giống kẻ thù sắp chiến đấu mà trò chuyện rất vui vẻ. Con rồng to vô cùng khó hiểu. Con rồng to thầm nghĩ: giáo chủ và vô cực tâng bốc nhau, nhìn mà buồn nôn mà. Trí nhớ của con rồng to kém, nó không nhớ mới vừa rồi cũng mèo khen mèo dài đuôi với Giang Nam. Vô cực thiên tôn nhìn bên dưới, 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo, khai sáng hỗn độn, định thiên địa càn khôn. Vô cực thiên tôn cảm thán rằng: Đế Giang đạo hữu, tuy ta là điện chủ đạo quân điện, thế nhưng có mối hận, chỉ hận mình không thể sinh ra trong thời đại nguyên đạo. Thời đại nguyên đạo là thời đại đầu tiên, có ảo diệu vô tận, thanh âm huyền ảo. Đời sau thời đại nào mở ra vũ trụ cũng nhỏ hơn thời đại nguyên đạo rất nhiều. Chỉ có thời đại như vậy mới có thể đi đến tận cùng đại đạo. Thật hận ta sinh ra muốn bỏ lỡ thời đại nguyên đạo. Giang Nam gật gù, hắn cũng tiếc nuối. Thời đại nguyên đạo được ưu đãi, lần đầu tiên từ trong hỗn độn sinh ra vũ trụ hồng hoang, vũ trụ thời đại khác nhỏ hơn thời đại nguyên đạo rất nhiều. Điều này giống như ném cục đá vào mặt hồ tĩnh lặng, gợn sóng đầu tiên là rõ ràng và lớn nhất. Những gợn sóng sau chỉ là dư âm của gợn sóng đầu tiên, càng lúc càng mơ hồ, càng lúc càng nhỏ. Thời đại nguyên đạo là gợn sóng thứ nhất, có mặt những thời đại khác không thể sánh bằng. Mỗi một gợn sóng ngừng lăn tăn đại biểu cho một cuộc tịch diệt kiếp. Nếu không có gì ngoài ý muốn, sau khi gợn sóng khuếch tán, mặt hồ sẽ lại tĩnh lặng. Hỗn độn cũng vậy, sau này ở thời đại nào đó sẽ bị kéo vào hoang mạc tĩnh lặng, tất cả thời đại sẽ biến mất. Nhưng đế và tôn, hai người từ xứ lạ đến, đương nhiên ném một đá vào mặt hồ, khiến cho hồ nước sắp bình lặng lại gợn sóng. Lần này càng kỳ dị hơn, vì gợn sóng trước chưa biến mất thì sóng sau đã nổi lên, hai gợn sóng va chạm vào nhau.
Kỳ lạ hơn là ở thời đại Nguyên Đạo, không chủ động gợn sóng mà bị lực lượng bí ẩn đánh nát Tịch Diệt Thiên Hỏa, đánh gãy quý tích gợn sóng cố hữu. Điều này hình thành gợn sóng ở ba vị trí khác nhau, va vào nhau, ảnh hưởng nhau. Giang Nam cho rằng trạng thái kỳ lạ này hình thành thế cục tiên giới bây giờ. Có đạo quân tiền sử chuyển thế đến thời đại này, có hỗn độn cổ thần sống trong thời đại này, tồn tại cùng tiên nhân chung một đời, hình thành thời đại vô cùng huy hoàng. Thời đại tiên đạo là một thời đại có thể sánh ngang với thời đại nguyên đạo. Vô Cực Thiên Tôn cười nói: từ trước kia ta sớm phát hiện có người rình ngó ta trong dòng thời gian, biết tương lai sẽ xuất hiện thời đại vô cùng huy hoàng. Có cường giả mở dòng thời gian trở về thời đại cổ xưa, thời đại tương lai đó sẽ là một thời đại cực kỳ rực rỡ. Ta bỏ lỡ thời đại nguyên đạo thì nhưng tuyệt đối không bỏ qua thời đại này. Biểu tình của Giang Nam kỳ lạ, ho khan nói: năm xưa Đại Thiên Tôn cảm giác bị người nhìn ngó, đó là ta. Vô Cực Thiên Tôn hiểu ra cười nói: thì ra nhân quả giữa ngươi và ta là bắt nguồn từ đấy. Hèn gì khi ta muốn ngược dòng căn nguyên đặt ngươi vào lưới nhân quả mà không cách nào làm được. Hóa ra duyên nhân quả giữa hai ta khởi đầu từ ngàn năm trước rồi. Vô Cực Thiên Tôn tạm dừng, tiếp tục nói: ta trông thấy hai người xứ lạ đến thời đại hỗn độn, liền biết tương lai mà ta chờ đợi rốt cuộc cũng đến. Vì vậy ta nhân dịp hai người xứ lạ thí nghiệm khai thiên thất bại thì chuyển thế vào mảnh đất bỏ hoang, định đặt thịnh thế sắp đến vào lưới nhân quả của ta, chờ đợi thời đại này hủy diệt, nhân quả thu lưới, ta có thể đặt chân đến tận cùng đại đạo. Giang Nam khen ngợi: đại đạo nhân quả của Đại Thiên Tôn đúng là cao thâm khó dò, ta không theo kịp. Vô Cực Thiên Tôn lắc đầu nói: tiếc rằng bị ngươi trốn ra được, ngươi không nằm trong lưới nhân quả của ta, khiến ta luôn lo lắng bất an, chỉ có tiêu diệt Đế Giang đạo hữu thì lưới nhân quả mới không còn sơ hở. Giang Nam cười hỏi: vì vậy Đại Thiên Tôn nhất định lấy mạng ta hay sao? Vô Cực Thiên Tôn gật đầu nói: ta càng tiếp xúc sâu với ngươi thì càng hết hồn hết vía hơn. Nhân vật như ngươi thậm chí nhảy ra khỏi sắp xếp của Đế và Tôn, hai người kia là nhân kiệt hiếm thấy, người không thể khống chế thì không giữ được. Con rồng to cười khẩy nói: tồn tại ti tiện nhà ngươi, nói nửa ngày rốt cuộc vẫn muốn đánh nhau sao? Vô Cực Thiên Tôn xì cười: tiểu long ngốc nghếch đáng yêu, ta nói chuyện với Đế Giang đạo hữu không phải lãng phí miệng lưỡi, mà muốn nói rõ lý do giết hắn ta, vậy thì hắn sẽ biết mình không chết oan uổng. Giang Nam giải thích với con rồng to nói: Đại Thiên Tôn tu luyện đại đạo nhân quả, thế nên đương nhiên phải giải thích nhân quả với người bị giết rồi, sau đó mới ra tay kết thúc nhân quả được. Vô Cực Thiên Tôn cười vỗ tay: đúng là đạo lý này. Đế Giang đạo hữu, sau khi ngươi chết đi rồi, ta sẽ tưởng niệm ngươi. Vô Cực Thiên Tôn vừa dứt lời liền hành động. Khi Vô Cực Thiên Tôn ra tay thì Giang Nam cũng động. Hai người đều tu luyện pháp thân đạo quả hợp nhất lại, cảnh giới cực độ. Pháp thân đạo quả hợp nhất của Vô Cực Thiên Tôn, trong đó đạo là đại đạo nhân quả, đạo của Giang Nam là vạn đạo hợp thành một, cùng xây dựng nguyên thủy đại đạo. Thần thông của hai người tu luyện đến mức độ hòa hợp thân thể, đạo quả, pháp lực. Thân thể là thần thông, là đạo quả, là pháp lực, là nguyên thần. Hai người pháp thân đạo quả hợp nhất đụng độ sẽ kịch liệt dữ dội đến mức nào đây? Bọn họ cùng là cảnh giới thiên quân, một người là nguyên thủy thần quân, một người là nhân quả thiên quân. Kiếp này thân thể Vô Cực Thiên Tôn sinh ra từ Tịch Diệt Thiên Hỏa, hấp thu thân thể kiếp trước, cơ thể hỗn độn long tổ thành công chế tạo ra thân sắc này. Cơ thể Vô Cực Thiên Tôn mạnh hơn Giang Nam. Thân thể kiếp trước của Vô Cực Thiên Tôn không mạnh, thế nhưng kiếp này gã đã luyện thành cơ thể hoàn mỹ. Giang Nam từng cùng con rồng to đánh Vô Cực Thiên Tôn nhưng không giết gã được, có thể thấy cơ thể gã cứng cỏi cỡ nào. Giờ phút này thân thể Vô Cực Thiên Tôn dữ tợn, cơ bắp nhô ra, thiên địa quanh thân sụp đổ, đại đạo quanh người Vô Cực Thiên Tôn biến thành từng linh quang. Linh quang như lưới, trong lưới có dị tượng 20 thời đại. Đó là tiên thiên bất bại chi địa của Vô Cực Thiên Tôn, Thiên La Địa Võng. Vô Cực Thiên Tôn có tiên thiên bất bại chi địa của mình, không thua gì Nguyên Thủy Đại La Thiên
và lô bồng của Giang Nam, thậm chí còn hoàn chỉnh hơn. Ông Vô Cực Thiên Tôn vẫy tay, lưu ly ngọc như ý rơi vào tay của gã. Lưu ly ngọc như ý là tiên thiên linh bảo Vô Cực Thiên Tôn mang theo lúc rời khỏi Đạo Quân Điện. Lần trước khi bị Giang Nam và con rồng to đè đầu đánh, gã nhờ nó để trốn thoát. Lưu ly ngọc như ý đánh một kích, thậm chí làm cho con rồng to bị thương. Lưu ly ngọc như ý tỏa sáng rực rỡ, đạo uy bất diệt bắn lên cao, rung động đương thời, khuấy hỗn độn, chấn áp tiên giới. Lưu ly ngọc như ý không thua kém Nguyên Trung, Nguyên Tháp, Nguyên Đỉnh chút nào. Phần đầu của lưu ly ngọc như ý nở rộ ra các cánh hoa, chớp mắt cánh hoa trắng rơi lất phất bay hướng Giang Nam. Cùng với vô số cánh hoa là Vô Cực Thiên Tôn cầm lưu ly ngọc như ý đập mạnh vào Giang Nam. Một kích kia bá đạo tuyệt luân, không có sự chân trượt âm hiểm vô hình của đại đạo nhân quả. Vô Cực Thiên Tôn muốn dùng ưu thế thân thể hơn xa Giang Nam, trực tiếp bẻ gãy, nghiền nát, hủy diệt hắn. Lúc này cơ bắp Giang Nam nhô ra, trong lô bồng con rồng to ngửa đầu hú dài, quay vòng vòng quấn thân thể cao lớn của Giang Nam. Một người một rồng, cơ thể do tiên thiên bất diệt linh quang tổ thành, hai loại khác nhau bộc phát, quấn quanh, giao hòa, khiến cho báu vật của Giang Nam tăng lên vùn vụt. Khác với Vô Cực Thiên Tôn, Giang Nam dung hợp lực lượng con rồng to, tăng mạnh sức chiến đấu của bản thân. Con rồng to cũng là tiên thiên linh bảo, hơn cả lưu ly ngọc như ý. Bất Không đạo nhân muốn bắt giữ con rồng này cần nhờ lực lượng đinh thiên nguyên thung. Giang Nam dùng mình, hắn như tiên thiên linh bảo thức tỉnh, con rồng to quấn quanh người làm cánh tay hắn nhô lên. Vuốt rồng dung hợp với bàn tay của Giang Nam, vảy rồng phủ lên người hắn. Giang Nam như mặc áo giáp làm từ tiên thiên bất diệt linh quang vậy. Giang Nam và con rồng to trong khoảnh khắc lên đến trạng thái mạnh nhất. Giang Nam không đỡ lưu ly ngọc như ý, hắn vỗ một trường xuống. Linh quang của con rồng to và hắn dung hợp lại, nguyên thủy đại la thiên dưới chân hắn bay lên nhập vào bàn tay. Vô Cực Thiên Tôn không đỡ đòn công kích của Giang Nam, hô lưu ly ngọc như ý đập mạnh vào đầu hắn. Ầm một tiếng vang nổ đứt tai, kinh thiên động địa. Tiên giới bị xé rách, hai luồng đạo uy bất diệt như kinh hồng bộc phát trên thiên cao nhất của tiên giới, xé nát nơi đó, cắt vào hỗn độn. Kinh hồng xẹt qua đâu là hỗn độn mở mang, lộ ra hai vũ trụ, rồi vũ trụ sụp đổ, trở về trạng thái hỗn độn. Lô bồng của Giang Nam vỡ nát, hắn bị lưu ly ngọc như ý đập trúng đầu. Thiên la của Vô Cực Thiên Tôn tan vỡ, bị Giang Nam ấn ngực. Hai thân hình vĩ đại lướt qua nhau, máu văng tung tóe, lảo đảo. Giang Nam và Vô Cực Thiên Tôn cùng bị thương nặng. Phụt. Giang Nam phun ra một búng máu, đầu bị lưu ly ngọc như ý đập lõm vào một nửa, sọ não bể ra, thế nhưng không lộ não mà là thứ giống tiên thiên bất diệt linh quang bốc hơi. Con rồng to biến thành áo giáp bảo hộ, nhưng Giang Nam gần như bị một kích của Vô Cực Thiên Tôn đánh chết. Vết thương thân thể không nghiêm trọng, quan trọng là lưu ly ngọc như ý đập chúng gây đạo thương. Tiên thiên bất diệt linh quang của Giang Nam là cảnh giới thiên quân, mà lưu ly ngọc như ý là tiên thiên linh bảo đạo quân. Mặc dù nguyên thủy đại đạo luyện thành linh quang bất diệt siêu cường đại, nhưng đối diện công kích mạnh mẽ như thế, Giang Nam gần như bị chấn nát. Giang Nam phun ra một ngụm máu, biến thành tiên thiên bất diệt linh quang, như trường kiếm nhẹ xẹt qua, rực rỡ tựa như chim công xòe đuôi, từ phía sau chém ra đằng trước. Sau lưng Giang Nam, ngực Vô Cực Thiên Tôn mở rộng, nguyên thủy đại la thiên ấn hầu như rạch ngực gã. Ngực Vô Cực Thiên Tôn mở rộng, bên trong như vũ trụ càn khôn, có thể thấy vô số đốm linh quang như tinh hệ quay quanh. Vô Cực Thiên Tôn cũng bị thương khá nặng, nếu chỉ là lực lượng của Giang Nam thì gã còn đỡ nổi. Vấn đề là Giang Nam dung hợp lực lượng con rồng to, tiên thiên linh bảo hoang dại, rót sức mạnh đó vào nguyên thủy đại la thiên ấn. Cái ấn này phá hủy thân thể Vô Cực Thiên Tôn, lấy làm kiêu ngạo, đặc tính vạn đạo hợp thành nguyên thủy, xâm nhập vào cơ thể gã, phá hoại tam giã linh quang. Đáng sợ hơn là trong ấn chứa sức phá hoại khủng bố, lực lượng cực kỳ bá đạo của nguyên thủy đại la thiên ấn trùng kích cơ thể Vô Cực Thiên Tôn, như muốn mở mang khai sáng thành nguyên thủy đại la thiên. Lưng của Vô Cực Thiên Tôn bị mở rộng, ngay khi hai người lướt qua nhau, thịt nát xương vụn bắn ra từ sau lưng gã, biến thành cầu linh quang bất diệt chém hướng Giang Nam. Giang Nam và Vô Cực Thiên Tôn chiến đấu quả nhiên dữ dội. Hai người không thăm dò nhiều, vừa lên đã sử dụng sát chiêu sắc bén nhất, không cho đối phương có cơ hội. Nếu lúc bắt đầu đối phương ra chiêu thăm dò
thì chắc chắn sẽ bị công kích vô cùng bá đạo, xóa sổ ngay. Keng keng keng. Hai người trúng chiêu cùng một lúc, nhưng linh quang biến thành trường kiếm, không thể tổn thương được Giang Nam cùng Vô Cực Thiên Tôn một ly, không để lại chút tổn thương nào. Thật không uống là đế giang, từ lúc rời khỏi dòng thời gian đến bây giờ, người đã cường đại đến trình độ tiếu ngạo xưa nay rồi. Vô Cực Thiên Tôn xoay người, vô số linh quang bất diệt dâng lên trong ngực gã. Đại đạo nhân quả đan sen tiêu diệt nguyên thủy đại đạo xâm nhập cơ thể. Uy lực của Lưu Ly Ngọc Như Ý bộc phát ra, linh quang biến thành cánh hoa nở rộ ra ngoài. Vô Cực Thiên Tôn cười nói: "Người có thể đứng ngang hàng với Bất Không đạo nhân, nhưng muốn tranh đấu với ta thì còn kém một bậc." Đạo thương của Giang Nam bị nguyên thủy đại đạo dung hợp lực lượng con rồng to và hắn chấn áp xuống luyện hóa, nhưng các cánh hoa Lưu Ly Ngọc Như Ý nhẹ chạm vào áo giáp con rồng to trên người Giang Nam thì cắt vỡ vảy rồng. Thân thể của hắn sau lớp áo cảm giác sự nguy hiểm. Hai người bị đạo thương rất nặng nhưng đều có thủ đoạn tiêu trừ. Sức chiến đấu của Giang Nam và Vô Cực Thiên Tôn đã đặt chân đến đỉnh thời đại. Muốn trừ khử hai người không dễ dàng. Lô bồng bay lên trên đầu Giang Nam, nguyên thủy đại La Thiên sinh ra dưới chân. Linh quang con rồng to hòa hợp với đại đạo của Giang Nam khiến cho lô bồng nguyên thủy đại La Thiên càng thần thánh. Linh quang bất diệt trong lô bồng và đại La Thiên biến thành hình dạng tiên thiên pháp bảo, sắp ngưng tụ thành thực chất. Đại La Thiên và lô bồng bay ra chặn cánh hoa Lưu Ly Ngọc Như Ý, không để xâm nhập. Thiên La Địa Võng của Vô Cực Thiên Tôn tự xuất hiện. 20 thời đại bên trong Thiên La biến thành cảnh tượng tiên thiên pháp bảo của mỗi thời đại. Một thời đại là một pháp bảo. Nếu nói mới rồi bọn họ sử dụng 10 phần sức chiến đấu, vậy bây giờ Giang Nam, Vô Cực Thiên Tôn dùng 12 phần sức mạnh, phát huy vượt xa bình thường. Hỗn độn rung lên bần bật, phát ra các tiếng vang kỳ lạ. Giang Nam cùng Vô Cực Thiên Tôn đứng trong hỗn độn hồng mông. Biên giới tiên giới đã vỡ nát. Xung quanh bọn họ, đạo âm mở rộng hỗn độn thành các vũ trụ càn khôn. Đây là dị tượng Thiên La. Thiên La của Vô Cực Thiên Tôn bắt lưới 20 thời đại. Đạo âm mỗi một thời đại chấn động, mở mang hỗn độn, hình thành dị tượng 20 thời đại. 20 thời đại bị lưới nhân quả quấn quýt, cung ứng pháp lực không gì sánh ngang, khiến khí thế của Vô Cực Thiên Tôn tăng vùn vụt. 12 sức chiến đấu đến từ đâu đây? Chính là đây. Thiên quân hợp đạo, Vô Cực Thiên Tôn không tu luyện tiên đạo, không thể hòa hợp với thời đại tiên đạo. Vô Cực Thiên Tôn không cần dung hợp với tiên đạo, gã hợp đại đạo là bản thân Thiên La mở ra ảnh chiếu của các thời đại. Bên cạnh Giang Nam, hỗn độn tự khai sáng, không ngừng ùa vào nguyên thủy đại La Thiên, khí thế tăng lên vùn vụt. Khí thế của hai người càng lúc càng nặng nề. 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo oanh kích hỗn độn hư không, khai sáng hỗn độn hồng mông. Uy lực tiên thiên pháp bảo, linh bảo trùng kích Giang Nam cùng Vô Cực Thiên Tôn, thế nhưng không lay động được hai người. Hai khí thế siêu kinh khủng bộc phát ra, khí huyết như biển cả lay động hỗn độn hồng mông. Có hỗn độn nứt ra, huyền khí vọt lên, chọc khí chìm xuống. Đại Thiên Tôn, có kém một bậc hay không, phải đánh mới biết được. Giang Nam lắc người, khuấy động hỗn độn như vòng xoáy to cắn nuốt tất cả. Giờ phút này đây, Giang Nam là thần nhân mạnh nhất, có sức mạnh siêu quần, khai thiên tích địa. Một trường thiên địa tách ra, chém hướng Vô Cực Thiên Tôn. Thiên La của Vô Cực Thiên Tôn sáng lên, các thời đại thu nhỏ rực rỡ hơn trong Thiên La như các hạt ngọc vậy. Đột nhiên, tất cả thời đại tan biến trong Thiên La thành dòng nước lũ dung nhập vào Lưu Ly Ngọc Như Ý. Uy lực của Lưu Ly Ngọc Như Ý tăng vọt, quanh thân Giang Nam và Vô Cực Thiên Tôn tràn ngập đạo uy bất diệt thật kinh khủng, cường đại, bá đạo. 8 tiên thiên pháp bảo, nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh ở trong tiên giới xa xôi cũng hết sức e ngại. Uy lực đánh hướng Giang Nam cùng Vô Cực Thiên Tôn cũng dần mạnh hơn. Chúng nó định bỏ hỗn độn hồng mông, chuyển sang tấn công hai người. Xoẹt xoẹt xoẹt. Giang Nam cùng Vô Cực Thiên Tôn va chạm, từng đợt ánh sáng diệu thế. Ánh sáng dài ức vạn dặm như mấy thanh kiếm bén cắt sâu vào hỗn độn. Nơi chúng đi qua, hỗn độn tách ra, hai người chém ra thời không, dị tượng kỳ lạ. Đây chỉ là dư âm chiến đấu từ một kích của hai người. Nguy hiểm thật sự là bên cạnh Giang Nam và Vô Cực Thiên Tôn. Con rồng to biến ra áo giáp, bị Lưu Ly Ngọc Như Ý đánh nứt vảy, lộp bộp nổ tung. Linh quang bị chấn tan rã, tan biến.
dưới lớp áo giáp, thân thể nguyên thần, đạo quả, pháp lực của Giang Nam bị trùng kích hủy diệt. 20 thời đại trong thiên la tan biến, cung cấp lực lượng, uy lực không gì sánh bằng cho Lưu Ly Ngọc Như Ý. Tiên thiên linh bảo rồng hoang dã cũng không chịu nổi. Lưu Ly Ngọc Như Ý đả kích, con rồng to và Giang Nam sắp bị tách ra. Con rồng to vặn vẹo dần rời khỏi người Giang Nam. Linh quang Giang Nam và con rồng to dây dưa khảm sâu vào máu thịt. Một kích của vô cực thiên tôn tách ra linh quang, bám chặt ra thịt con rồng to và Giang Nam. Thời không điên đảo, nghịch chuyển càn khôn. Đại đạo nhân quả huyền diệu khó lường, phá hỏng nhân quả giữa con rồng to và Giang Nam, cắt đứt mọi duyên phận. Uy lực của Lưu Ly Ngọc Như Ý như xuyên qua quá khứ, xóa sạch nhân quả xảy ra. Lỗ đen thời không xuất hiện, định kéo con rồng to vào trong. Con rồng to cảm giác ký ức của mình không ngừng trôi qua, bị thay đổi, bóp méo. Chuyện từng cùng Giang Nam bị xóa đi, không còn duyên phận. Con rồng to và Giang Nam sẽ không gặp nhau. Giang Nam không thể sử dụng nó nghênh chiến vô cực thiên tôn được. Vô cực thiên tôn bóp méo nhân quả, muốn đánh con rồng to về lại thời gian mấy ngàn năm trước, đoạn thời gian trước khi gặp Giang Nam, để nó tiếp tục sống trong mơ hồ. Thân thể khủng bố của vô cực thiên tôn bị nguyên thủy đại la thiên làm cho rung lắc, nứt toác, sắp tan rã. Tịch diệt. Nguyên thủy đại la thiên ấn bỗng tan biến thành tịch diệt kiếp cuồn cuộn dâng trào. Vô cực thiên tôn khẽ rên, cơ thể có dấu hiệu bị hủy diệt. Vô cực thiên tôn cũng là pháp thân đạo quả hợp nhất lại. Nếu cơ thể bị hủy thì nguyên thần đạo quả thần hồn cũng sẽ mất đi. Đây là lực lượng tập hợp của Giang Nam và con rồng to thi triển ra nguyên thủy tịch diệt kiếp. Uy thế hơn hẳn một mình Giang Nam làm gấp trăm lần, có thể tưởng tượng nó kinh khủng cỡ nào. Vô cực thiên tôn quát lên: Đại kiếp! Lưu Ly Ngọc Như Ý thay cơ thể vô cực thiên tôn rơi vào nguyên thủy đại la thiên tịch diệt kiếp. Chấn động khủng bố truyền đến, mọi thứ tan biến. Trong Lưu Ly Ngọc Như Ý vang lên một chuỗi tiếng nổ. Vô số linh quang bay ra khỏi tiên thiên linh bảo này, tan nát hết. Răng rắc một tiếng, tiên thiên linh bảo này nứt nẻ li ti. Lúc này Lưu Ly Ngọc Như Ý bộc phát lỗ đen thời không, tách con rồng to khỏi người Giang Nam thành công, kéo con rồng vào lỗ đen. Giang Nam vươn tay chộp con rồng to, giật mạnh về. Thời không sụp đổ, các phong cảnh trong lỗ đen lướt nhanh, miệng lỗ xuất hiện cảnh tượng linh quang, con rồng to vùng vẫy sắp rơi vào trong đó. Cơ thể con rồng to bị phân giải phong lỗ đen thời không, vì bên dưới cái lỗ có con rồng đang nằm sắp ngủ gật. Hai con rồng không thể gặp nhau, phải có một bị hủy diệt, đó là quy luật thời không. Vô cực thiên tôn muốn mượn cơ hội này phá hủy con rồng to hiện tại, giữ lại con rồng hoang trong linh quang sống mơ màng. Vô cực thiên tôn vận dụng đạo diệu nhân quả đã đến trình độ không thể tưởng tượng. Lúc này, tám tiên thiên pháp bảo, nguyên trung, nguyên tháp cùng nguyên đỉnh bên trong thiên giới truyền đến chấn động, bùm bùm liên tục va chạm vào Giang Nam, vô cực thiên tôn cùng lỗ đen thời không. Giang Nam hộc máu té xuống, tay vẫn túm chặt con rồng to không nhả. Vô cực thiên tôn bị thương nặng, bay vào hỗn độn. Lỗ đen thời không sụp đổ, thân thể con rồng to bầm dập rơi xuống cạnh Giang Nam. Giang Nam dãy giụa gượng dậy, lại hộc máu té xuống. Vô cực thiên tôn cố gắng đứng lên, thế nhưng không nổi. Lưu Ly Ngọc Như Ý rơi xuống gần đó. Hai người thở hổn hển, vô cực thư đồng kinh kêu: Đại thiên tôn! Vô cực thư đồng bay nhanh tới. Vô cực thiên tôn ho ra máu, kiệt sức giơ ngón tay chỉ Lưu Ly Ngọc Như Ý lại, chỉ hướng Giang Nam. Vô cực thư đồng hiểu ý, túm lấy Lưu Ly Ngọc Như Ý lao hướng Giang Nam. Đinh một tiếng, một cái chuông to bay tới, đụng xéo vào vô cực thư đồng. Nó giật mình vội né tránh. Vô cực thư đồng liếc qua thấy vạn chú đạo quân điều khiển chú đạo thiên đàn bay tới, tóc xõa ngang vai, làm phép muốn chu sát nó. Vô cực thư đồng cười phá lên: Vô dụng thôi, ta là đại đạo của đại thiên tôn biến ra, không hồn, không phách, ngươi làm sao chú chết ta được đây? Vạn chú đạo quân hoàn thành chú kiếm, nhát kiếm chém qua, vô cực thư đồng vẫn bình yên vô sự đứng đó. Vạn chú đạo quân giật mình, vội chạy tới bên cạnh Giang Nam, đứng che trước mặt hắn. Vô cực thư đồng và vạn chú đạo quân đứng giằng co, không ai dám hành động. Tu vi vạn chú đạo quân thâm sâu hơn vô cực thư đồng, lại có đàn chuông hợp nhất, thực lực tăng lên nhiều. Vô cực thư đồng cầm tiên thiên linh bảo Lưu Ly Ngọc Như Ý, vạn chú đạo quân không chắc đánh lại được. Vô cực thư đồng nghĩ rằng dù có Lưu Ly Ngọc Như Ý, nhưng vạn chú thiên trung
của vạn chú đạo quân cũng rất lợi hại, thế nên hai người đành giằng co. Sau lưng hai người, Giang Nam cùng Vô Cực Thiên Tôn bị thương nặng chưa từng có, cố gắng điều dưỡng lại. Vạn chú đạo quân cẩn thận nhìn Lưu Ly Ngọc Như Ý trong tay Vô Cực Thư Đồng, nhỏ giọng nói: Giáo chủ, bị thương có nghiêm trọng không? Nghiêm trọng, thế nhưng chưa chết được. Vết thương của Giang Nam dần lành lại, hắn gượng dậy ho khan. Đại Thiên Tôn, không uống là điện chủ đạo quân điện suýt lấy mạng của ta. Nhưng Vô Cực Thư Đồng không phải đối thủ của vạn chú đạo quân. Vô Cực Thiên Tôn ngồi dậy, hộc máu cười nói: Đế Giang đạo hữu cũng không kém mà, trước đó đã kêu vạn chú canh giữ gần đây, nếu không có vạn chú thì ngươi đã chết rồi. Vạn chú thì nếu có ta chỉ điểm, Thư Đồng giết vạn chú không khó khăn gì. Giang Nam yên lặng, ngực như cái ống bể lọt gió. Vô Cực Thiên Tôn ra hiệu, Vô Cực Thư Đồng cõng gã xoay người bỏ đi. Vạn chú đạo quân thở phào, kéo con rồng to hấp hối lên chú đạo thiên đàn, lại cõng Giang Nam định đi Huyền Châu. Giang Nam làm chân lưng vạn chú đạo quân ho ra máu nói: Vạn chú đạo hữu, đừng đi Huyền Châu, hãy ở lại đỉnh tiên giới đi. Vạn chú đạo quân dừng bước lại, tò mò hỏi: Giáo chủ, bây giờ ngươi đang bị thương rất nặng, tùy thời sẽ duỗi thẳng cẳng, ở lại cái đỉnh tiên giới này thì có ích lợi gì đấy? Giang Nam không biết nên nói cái gì. Ta chưa đến nỗi duỗi thẳng cẳng đâu, vết thương của ta là đạo thương do Lưu Ly Ngọc Như Ý tạo thành. Tám thiên thiên pháp bảo, nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh cũng nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Trong Huyền Châu có ai chữa lành được vết thương đấy? Vạn chú đạo quân gật gù: Tiên thiên pháp bảo, linh bảo tạo thành đạo thương đúng là không ai trong Huyền Châu chữa được. Đám người Càn Nguyên Tiên Đế, Từ Hạm Tiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử cũng bó tay. Vạn chú đạo quân hỏi: Ở lại thiên đỉnh thì được cái gì? Giang Nam thở hổn hển: Ở thiên đỉnh ta có thể xem quá trình khai thiên tích địa, tham ngộ đại đạo ảo diệu. Tại đây là chỗ thu nguyên thủy chi khí tốt nhất rồi. Vạn chú đạo quân đặt Giang Nam trên thiên cao nhất của tiên giới, nhìn kỹ hắn. Hơi thở Giang Nam mong manh, bộ dạng tùy thời sẽ chết đi. Vạn chú đạo quân lại nhìn con rồng to, thấy con rồng to cũng rất thê thảm, cơ thể bị đánh rách nát, tiên thiên bất diệt linh quang tạo ra thân thể bị tiêu trừ một mảng lớn. Thế nhưng tinh khí thần của con rồng to nhìn tốt hơn Giang Nam, chỉ có bộ dáng ngơ ngác. Vạn chú đạo quân hôi ngón tay trước mặt con rồng to, thân thiết hỏi: Ác Long, ngươi có sao không? Con rồng to ngơ ngác nhìn vạn chú đạo quân: Ngươi là ai vậy? Con rồng to ôm ôm hỏi: Khuôn mặt xấu xa này hơi quen, nhưng ta không nhớ ra. Hình như ta mất trí nhớ rồi. Ôi chao, ta mất trí nhớ thật rồi. Vạn chú đạo quân giật mình kêu lên: Lại mất trí nhớ sao? Giờ lát sau, vạn chú đạo quân mừng như điên, đổi vẻ mặt khác. Vạn chú đạo quân nhào lên râu rồng, ôm cọng râu thô to gào khóc: Ca ca, ca ca thân yêu, rốt cuộc ta đã tìm được ngươi. Ta là huynh đệ ruột thịt của ca ca đấy. Giang Nam suýt thọc máu. Con rồng to ngơ ngác lúc lắc cái đầu. Vạn chú đạo quân ôm cọng râu cũng lắc theo. Con rồng to lẩm bẩm: Khoan, ta nhớ mang máng. Vạn chú đạo quân sợ hết hồn, mặt xanh mét, bỏ râu rồng ra. Con rồng to ôm đầu vắt óc suy tư. Vạn chú đạo quân muốn lao lên nhận ca ca, nhưng lo nó đột nhiên nhớ ra cái gì sẽ đánh mình một trận. Bị đánh cũng đành thôi, nếu con rồng to nuốt luôn vạn chú đạo quân thì gã đành kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất chẳng nghe. Con rồng to lẩm bẩm nói: Tồn tại vĩ đại như ta, làm sao có đệ đệ đáng kinh như ngươi được. Con rồng to bỗng tỉnh táo hét lên: Giáo chủ, ta nhớ rồi, ta nhớ ngươi. Vạn chú, con sâu ti tiện đáng thương. Đây là đâu vậy? Các ngươi là ai? Vù vù vù. Con rồng to đột nhiên bay đi, chớp mắt chui vào tiên giới. Giọng con rồng to vang vọng: Bất không, bất không, ngươi ở đâu? Hãy đi ra đại chiến 300 hiệp với Long Đại Lão gia ta. Vạn chú đạo quân nhìn Giang Nam. Giang Nam lắc đầu nói: Vô Cực Thiên Tôn làm rối loạn nhân quả, làm cho nó thần trí không rõ ràng. Nhưng với thực lực của rồng to, dù bị thương thì trên đời không nhiều người làm gì nó được.
Vạn chú đạo hữu, lần này phải đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ rồi. Vạn chú đạo quân cười nói, tuy ngươi nhiều lần đối đầu với ta, nhưng nói được thì làm được, không thiếu ta cái gì. Hơn nữa ngươi và ta đã giao hẹn, ta giúp ngươi vượt qua kiếp số này, ngươi trở lại chú đạo thiên đàn, vạn chú thiên trung cho ta. Bây giờ thanh toán sọc phẳng rồi. Giang Nam cười nói, sau này tiên giới hoàn toàn mở ra, đạo hữu tự do trời cao mặc chim bay, không biết đạo hữu có dự tính gì không? Nếu hỗn độn bị mở mang hết, tiên giới sẽ trở thành bao la rộng lớn, to hơn hiện tại gấp vô số lần. Đất rộng người thưa, tiên giới có kho báu vô tận, vạn chú đạo quân sẽ không ở lại Huyền Châu, gã có sự nghiệp phải làm. Vạn chú đạo quân im lặng giây lát, nhìn chú đạo thiên đàn nói, ta định đi sâu vào tiên giới, tìm một động tiên, sưu tầm linh dược, thánh dược khắp tiên giới, làm sống lại sinh linh chú đạo. Hiện tại là thời đại tiên đạo, ta sống lại sinh linh chú đạo không phải vì muốn tái hiện chú đạo thịnh thế, ta chỉ cầu bọn họ sống lại, không có ý định đảo điên tiên đạo. Sao? Khiến âm linh trong thiên đàn sống lại sao? Giang Nam im lặng giây lát sau khẽ thở dài, đạo hữu, bọn họ đã hồn phi phách tán trong tịch diệt kiếp rồi, âm linh ở lại thiên đàn chỉ là tàn hồn tụ tập chú niệm oán niệm, đạo hữu muốn làm sống lại bọn họ sẽ rất khó khăn, ta e rằng đạo hữu bỏ ra cả đời cũng không được kết quả gì. Vạn chú đạo quân yên lặng giây lát sau cười nói, kiếp trước ta nợ bọn họ, nếu kiếp này không trả thì lòng ta luôn khúc mắc cả, cho dù uổng phí một kiếp người cũng có sao đâu. Vạn chú đạo quân chào Giang Nam, giáo chủ ta đi đây. Giang Nam vùng vẫy đứng dậy, lại hộc máu, mặt trắng bệch. Vạn chú đạo quân định dìu hắn, thế nhưng Giang Nam hua tay chào đáp lại gã. Giang Nam nói, Tử Xuyên bị thương không thể đưa tiến đạo hữu được, chỉ biết chúc đạo hữu sớm ngày tìm được phúc địa, hoàn thành chấp niệm, tương lai hai ta sẽ còn gặp lại. Vạn chú đạo quân cười to nói, tốt, được. Vạn chú đạo quân xoay người rời đi, giáo chủ sau này hai ta sẽ còn gặp lại. Giang Nam nhìn theo vạn chú đạo quân đi xa, giây lát sau ngồi xếp bằng chữ thương thân thể, nguyên thần, pháp lực, đại đạo, đạo quả. Chiến đấu với vô cực thiên tôn làm cho Giang Nam bị thương rất nặng, tiên thiên bất diệt liên quang xây dựng thân thể, nguyên thần, pháp lực, đại đạo, đạo quả gần như bị đánh tan nát. Kiếp số lần này Giang Nam tranh đấu với 8 tiên thiên pháp bảo, nhiều chí bảo tiên đạo đã lâu, thế nhưng chưa từng bị đạo thương nghiêm trọng như thế. Đại đạo nhân quả của vô cực thiên tôn không giống với bình thường, gần với tận cùng đại đạo, khi ra tay cũng không tầm thường. Giang Nam vô cùng khâm phục vô cực thiên tôn, tuy gã kiêu ngạo, tự phụ, thế nhưng đúng là có tiền vốn, vốn liếng để kiêu ngạo. Điện chủ đạo quân điện này có đại đạo nhân quả, quỷ thần khó lường, dù là tiên thiên linh bảo hoang dại như con rồng to cũng bị thương nặng. Nếu không phải Giang Nam bắt chặt con rồng to, không để cho nó rơi vào lỗ đen thời không, sợ là nó đã tan biến. Nhưng trận chiến này khiến ta thấy bản lĩnh vô cực thiên tôn, sau này hắn muốn giết ta sẽ càng khó hơn, lộc về tay ai còn chưa biết được. Giang Nam hít sâu, tập trung chữa đạo thương.